Thì bây giờ đó là mình ôn tập về cái phần xác suất. Thì chủ yếu ở trong cái chương trình này là chúng ta học xác suất theo cái quan điểm cổ điển, tức là mô hình đồng khả năng đó các em. Mô hình đồng khả năng là mình định nghĩa xác suất là ở ở chỗ này đó. Trong cái mô hình đồng khả năng này đó thì cái không gian mẫu của mình là hữu hạn. Không, em nhớ là cái không gian mẫu là hữu hạn. Để tính theo công thức này á là không gian mẫu nó phải hữu hạn. Và thứ hai là nó phải đồng khả năng. Nó có hai điều kiện. Nó phải đồng khả năng. Và thường là trong những cái bài tập trong những cái bài tập rồi ví dụ của mình thường mình tính xác suất theo mô hình đồng khả năng này thôi. Mặc dù định nghĩa theo cách khác nhau thì cái xác suất của mình đó, nó vẫn có cái tính chất này các em. Tức là xác suất của một biến cố lúc nào nó cũng lớn không nhỏ một, cái này các em phải công nhận đúng không? Thường là nếu mà biến cố A mà nó phức tạp mình khó tính xác suất đó, mình có thể tính xác suất biến cố đói của nó đơn giản hơn. Thì đây là công thức tính xác suất của biến cố đói này, tức là xác suất biến cố đói của A thì bằng xác một trừ cho xác suất biến cố A. Và một cái tính chất rất là quan trọng của lý thuyết xác suất là đối với những cái biến cố mà rời nhau đó thì xác suất của biến cố tổng nó sẽ bằng tổng các xác suất biến cố rời nhau, tức là biến cố xung khắc ha các em. Xung khắc mình gọi là biến cố rời nhau thì mình còn gọi là biến cố xung khắc đó. Thì xác suất của tổng là bằng tổng xác suất. Một tính chất cơ bản của xác suất nữa là xác suất của biến cố A mà con của biến cố B thì xác suất của A lúc nào cũng bé hơn bằng biến xác suất của biến cố B. Đó là về phần xác suất và các tính chất. Về các công thức tính xác suất thì các em nhớ cho thầy đó là công thức cộng xác suất. Thì chỗ công thức cộng xác suất này đó là mình có mở rộng ra. Chỗ công thức cộng xác suất này là xác suất của biến cố họp bằng tổng các cái xác suất trừ cho xác suất của biến cố giao. Và cái này nó mở rộng cho công thức cho hai biến cố là lúc nãy nó nằm ở trong cái tính chất của hai biến cố xung khắc. Không? Tức là xác suất của biến cố A cộng B bằng xác suất của A cộng xác suất của B. Nếu mà AB xung khắc, trường hợp này áp dụng cho AB xung khắc. Tức là biến cố A giao B bằng biến cố không. Và cái này nó mở rộng cho ba biến cố. Mở rộng cho ba biến cố. Ba biến cố. Rồi mở rộng cho n biến cố. À, đấy. Đó là công thức cộng xác suất. Và cái này nó cũng mở rộng cho ba biến cố xung khắc nữa. Ba biến cố xung khắc từng đôi. À, tức là công thức cộng này nó mở rộng nhiều nhiều qua nhiều hướng. Còn về công thức xác suất điều kiện thì ở đây mình đọc là xác suất của A với điều kiện B thì bằng xác suất của biến cố A giao B chia xác suất của biến cố B. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp thì cái xác suất của biến cố xác suất điều kiện này đó, thì nó ít dùng để tính xác suất điều kiện mà thường nó dùng để tính xác suất của biến cố giao. Biến cố giao là biến cố này. Tức là từ cái công thức xác suất điều kiện này mình sẽ suy ra được cái công thức nhân xác suất. Không, công thức nhân xác suất. Và trong công thức nhân xác suất này nếu như mình biết là biến cố A nó xảy ra trước thì mình dùng tính theo công thức thứ nhất. Nếu mình biết biến cố A nó xảy ra B nó xảy ra trước thì mình dùng công thức thứ hai. Thì công thức xác suất đầy đủ thì ở đây nó có hệ BI là hệ đầy đủ biến cố nè. Thì hôm trước khi kiểm tra cái phần này thì có nhiều bạn là chọn sai cái hệ đầy đủ biến cố. Khi mà thầy cho một cái câu hỏi liên quan đến hệ đầy đủ biến cố, các em chọn sai đó. Thì các em phải nhớ kỹ cho thầy đó là cái hệ đầy đủ biến cố là hệ như thế nào. Thứ nhất là nó phải là từng đôi xung khắc.
Không, nó phải là từng đôi xung khắc. Từng đôi xung khắc. Không. Và thứ hai nữa là hợp của tất cả các BI này, nó chính là biến cố chắc chắn. Biến cố chắc chắn. Đó thì em thấy một cái thí nghiệm nào mà nó lập ra khi khi mà em tiến hành thí nghiệm mà có ít nhất một trong các một và chỉ một các biến cố BI này xảy ra, chắc chắn nó phải có một một trong các biến cố này xảy ra, thì cái hệ đó hệ từng đôi xung khắc. Thì lấy ví dụ như trong kho hàng em có ba loại là loại 1, loại 2, loại 3 đó. Thì khi mà em lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm thì cái sản phẩm đó chắc chắn nó phải thuộc một trong ba loại, tức là biến cố chắc chắn xảy ra. Và nếu mà nó thuộc loại một thì nó không thể nào thuộc loại hai, tức là nó không thể nào thuộc cái sản phẩm em lấy ra nó không thể nào vừa là loại một vừa là loại hai được, đúng không? Nó không thể vừa loại hai vừa loại ba được. Có nghĩa là khi mà em tiến hành phép thử thì chắc chắn có một và chỉ một biến cố ở trong cái hệ này nó xảy ra, thì cái hệ đó gọi là hệ từng đôi xung khắc và hệ đầy đủ biến cố đó. Em gieo con xúc xắc thì chắc chắn nó phải có một cái mặt nào đó trong 6 mặt nó xảy ra, B1, B2, B3, B4, B5, B6, đúng không? Thì cái hệ đó là hệ đầy đủ các biến cố. Thì khi mà mình có một cái hệ đầy đủ biến cố và mình có một cái biến cố A như thế này, thì xác suất của biến cố A nó sẽ tính thông qua các cái biến cố B nhân cho BA với điều kiện B. À. Và trong trong cái thực tế của em á, trong thực tế mà để tính xác suất của một biến cố A bất kỳ đó, thì em thường sử dụng cái công thức này, là công thức đơn giản đó, công thức xác suất đầy đủ đơn giản đó, nó sẽ là BA nè, nó sẽ bằng là BB, AB là hai biến cố, thì BA với điều kiện B và cộng cho chỗ này, cộng cho B của B ngang rồi nhân cho BA với điều kiện B ngang như thế này. Đó thì đây cũng là công thức xác suất đầy đủ nè các em. Đây cũng là công thức xác suất đầy đủ mà nó áp dụng cho cái hệ đầy đủ của biến cố. Cái hệ đầy đủ ở đây là cái hệ gồm có B và B ngang. Thì chỉ cần một biến cố và thêm biến cố đối của nó nữa thì nó cũng tạo thành một cái hệ đầy đủ của biến cố. Bởi vì hai biến cố xung khắc, hai biến cố đối lập là xung khắc, đúng không? Vậy thì cả hai cái này nó phải là xung khắc với nhau nè, và hợp nó ra biến cố chắc chắn là nó thỏa điều kiện này. Cho nên là B và B ngang nó cũng tạo thành hệ đầy đủ biến cố. Và do đó là mình, nếu mà mình tính xác suất của một biến cố A bất kỳ từ từ một biến cố B và biến cố đối của biến cố B, thì ở đây đó là mình gọi cái này cũng là công thức xác suất đầy đủ, không? Còn cái công thức Bayes, công thức này gọi là công thức 3Z, không? Thì em lưu ý là trong cái tổng này nè, trong cái tổng này là nó có n số hạng, có n số hạng, nó có n số hạng, có n số hạng. Như vậy thì ở công thức 3Z này đó là em lấy số hạng thứ z, đúng không? Em lấy số hạng thứ z em chia cho tổng n số hạng này. Trong trong cái tổng này á, thì nó có n số hạng nè, là số hạng thứ nhất là ứng với y bằng một, số hạng thứ hai ứng với y bằng hai, rồi số hạng thứ n ứng với y bằng n, tức là n số hạng. Và trong n số hạng này nó có số hạng thứ z, tức là ứng với cái y bằng z. Và ở đây mình sẽ lấy cái số hạng thứ z mình chia cho tổng n số hạng này, thì nó ra tính là xác suất của biến cố bz với điều kiện a đã xảy ra. Thì công thức này nó gọi là công thức 3Z. Và 3Z nó cũng trở thành là một cái ngành
thống kê hiện đại thì bây giờ cái nó sử dụng cái công thức 3Z này là mở rộng của nó để mà nó dự đoán hoặc là nó ước lượng hoặc là nó kiểm định gì đó, thì cái ngành đó gọi là thống kê 3Z. Và cái thống kê mà mình sẽ học ở trong cái giáo trình này là thống kê cổ điển. À, nó cũng là một 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 ngành để dùng là ước lượng rồi kiểm định kia đó để nhà đưa ra cái quyết định. Bây giờ mình đó là cái phần chương 1 á, còn chương 2 đó thì em nhớ cho thầy đây là một cái bảng phân phối xác suất này đối với biến ngẫu nhiên rời rạc mà miền giá trị nó là hữu hạn á, thì mình nhớ cái bảng phân phối xác suất này giùm thầy. Đây là bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc miền giá trị hữu hạn. Và khi mà mình có cái bảng phân phối xác suất này là mình tính cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này bằng cách nào? Mình lấy từng cái giá trị xi này nè, mình nhân cho xác suất của nó và mình cộng lại thì mới ra được cái kỳ vọng. Và tính chất của kỳ vọng em nhớ cho thầy là tính chất của kỳ vọng của a x cộng b bằng a nhân kỳ vọng của x rồi cộng cho b. Đó. Và kỳ vọng của tổng thì bằng tổng các kỳ vọng. Về phương sai thì cái này là cái công thức tính phương sai bằng tính chất của kỳ vọng nè. Tuy nhiên này cái tính chất cái công thức bằng định nghĩa phương sai đó thì em nhớ cho thầy là để định nghĩa phương sai là bằng cái gì? Là kỳ vọng của x trừ kỳ vọng của nó. À, bình phương lên. À, mình lấy nguyên cái kỳ vọng của cái bình phương này thì nó gọi là phương sai của biến ngẫu nhiên x. Cái công thức này là công thức bằng định nghĩa nha các em. Còn cái công thức này đó là công thức bằng tính chất. Và thường là công thức bằng tính chất này thường là tính nó dễ hơn, cho nên thường người ta sẽ lấy cái công thức bằng tính chất này đó, người ta sẽ tính phương sai. Đó, thì cái công thức này có nghĩa là ở đây em sẽ lấy cái xi này bình phương lên. X1 bình phương nhân B1 rồi cộng X2 bình phương nhân B2 cộng nhân dân cộng XN bình phương nhân BN thì nó ra được cái EX bình này. Đúng không? Còn EX này đó là em lấy ở trên đây xuống. EX này em lấy trên đây xuống. Thì em bình phương lên thì em lấy EX bình trừ cho EX tất cả bình lên. Tức là bình phương kỳ vọng của bình phương trừ cho bình phương kỳ vọng rồi ra phương sai. Đúng chưa? Đó, thì đó là đối với biến ngẫu nhiên rời rạc. Và đối với tính chất của phương sai thì em nhớ cho thầy là phương sai của AX cộng B bằng A bình phương nhân phương sai của X. Và phương sai của tổng thì bằng tổng phương sai nếu cả hai biến ngẫu nhiên này độc. Hai biến ngẫu nhiên là độc lập. Và phương sai của hiệu cũng gì? X trừ Y thì nó sẽ bằng tổng hai phương sai. Chứ không phương sai của hiệu bằng hiệu hai phương sai đâu nghe. Phương sai của hiệu cũng bằng tổng hai phương sai và phương sai của tổng cũng bằng tổng hai phương sai. Còn kỳ vọng thì nó khác không? Ví dụ như là kỳ vọng của tổng thì nó sẽ bằng tổng kỳ vọng nhưng mà kỳ vọng của hiệu thì nó cũng bằng hiệu kỳ vọng. Không? Đấy, thì nó có cái tính chất này là do tính chất ở trên đây nó quy định này. Cái hệ số trước x mà khi mà em lấy phương sai ra đó thì nó ra cái hệ số trước đó nó phải bình phương lên. Và bình phương lên đó thì cái dấu trừ ở bình phương lên nó cũng dương thành dấu cộng rồi. Trừ 1, âm 1 và bình phương ra thành dương 1. Và lưu ý cho thầy đó là khi mà em tính cái phương sai cái độ lệch chuẩn thì độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai, nhưng mà bây giờ mình muốn tính độ lệch chuẩn của AX cộng B thì lúc này nó sẽ bằng giá trị tuyệt đối của độ lệch chuẩn của A là giá trị tuyệt đối của A nhân độ lệch chuẩn của X. Đây là công thức cái tính là độ lệch chuẩn của AX cộng B từ độ lệch chuẩn của X. Được chưa? Đó là chương 1 á, thì chương 2 thì em nắm một số ý căn bản gì thôi. Còn những cái khác thì ví dụ như em nào muốn coi thêm thì mình sẽ xem lại tài liệu giáo trình hoặc là cái bài giảng cũ của thầy. Về cái chương 3 thì mình nghiên cứu một số phân phối xác suất thông dụng, thì ở đây là mình có ba luật phân phối, các em nhớ cho thầy đó là ba luật phân phối của biến ngẫu nhiên rời rạc. Không? Thì nó có ba luật. À, rời rạc ha, cái này là rời rạc nè, thì nó có ba luật, đó là nhị thức rồi siêu bội, Poisson.
Còn là liên tục á, liên tục thì nó có hai cái, đó là nó có một cái thôi, đó là phân phối chuẩn. Phân phối chuẩn, nhưng mà phân phối chuẩn này á, thì nó sẽ chia ra là phân phối chuẩn bình thường và chuẩn tắc. Và cái chuẩn tắc này á, là nó có nhiều vấn đề để nói. Không, thì đi vào phân phối nhị thức, thì phân phối nhị thức thứ nhất là em nhớ cái cách viết cho thầy, đó là phân phối nhị thức với tham số NB. Thì trong cái phân phối nhị thức này, đó là N, đó là phải là cái số nguyên dương. Không, N là thuộc số nguyên dương, tức là ở đây mình sẽ ký hiệu nó là Z cộng. Còn cái B đó là một cái số dương mà nhỏ hơn 1. B là một số dương nhỏ 1, mình ký hiệu như thế này. Và miền giá trị của biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức á, thì miền giá trị của nó, miền giá trị của nó là từ đâu tới đâu, từ 0 đến n, tức là có n cộng 1 giá trị. Và cái công thức tính xác suất tại x bằng k thì nó như thế này. Không, và từ cái công thức này mình mới suy ra là, ví dụ như em muốn tính là xác suất để cái x này nó đi từ cái k1 mà đến k2 như thế này, thì em sẽ sử dụng cái tổng này là CKN B mũ K 1 trừ B tất cả mũ N trừ K. Và K này em sẽ cho nó chạy từ K1 đến K2. Đấy, thì mình sẽ tính được cái xác suất mà cái x nó nhận giá trị trong cái khoảng từ K1 đến K2. Đúng chưa? Và đối với biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức ấy, thì cái công thức tính kỳ vọng của nó là bằng N nhân B luôn. Cái này là trong quá trình Bernoulli thì nó gọi là số lần thành công trung bình. Không, số lần thành công trung bình. Và cái phương sai là bằng N nhân B quy, và mod bằng N cộng 1 nhân B lấy phần nguyên. Thì cái mô hình của cái phân phối nhị thức này đó, mô hình của nó là cái gì? Mô hình của nó là ví dụ như em tiến hành một cái phép thử Bernoulli. Phép thử Bernoulli là do phép thử Bernoulli là phép thử mà nó có hai cái kết quả mình quan tâm thôi, là một là thành công, hai là thất bại. Thì cái đó nó gọi là phép thử Bernoulli. Mà bây giờ mình tiến hành cái phép thử Bernoulli này, n là một cách độc lập với nhau, thì nó sẽ được của quá trình Bernoulli. Và quá trình Bernoulli nó cũng ký hiệu là BNB luôn các em. Cái quá trình Bernoulli. Cái này là chữ chữ BER nữa không? NOU hai chữ L nó y là Bernoulli. Là nó sẽ ký hiệu là BNB luôn. Nó ký hiệu cùng với ký hiệu phân phối nhị thức luôn. Cho nên là cái chữ B này em hiểu là Bernoulli cũng được, em hiểu là binom cũng được, binom là phân phối là nhị thức cũng được. Đó, thì trong cái quá trình Bernoulli này, tức là em tiến hành cái phép thử n lần, và em gọi x là cái số lần thành công trong n phép thử đó, thì x nó sẽ có phân phối nhị thức. Đấy không? Ví dụ như em lấy n sản phẩm từ trong cái kho hàng có rất nhiều sản phẩm mà tỷ lệ phế phẩm nó là B. Bây giờ em lấy ra n sản phẩm. Đấy không? Em lấy ra n sản phẩm, gọi x là số phế phẩm trong n sản phẩm lấy ra, thì x nó sẽ có phân phối Bernoulli, xin lỗi, phân phối nhị thức với tham số NB. Và chẳng hạn như em làm một cái đề kiểm tra nó gồm có n câu hỏi, mà xác suất để em chọn đúng một câu hỏi đều bằng nhau hết, đều bằng B. Không, thì lúc này đó, em sẽ được một cái x là số số câu trả lời đúng trong n câu hỏi đó, thì x nó sẽ có phân phối nhị thức với tham số NB. Ở trong cái đề trắc nghiệm của thầy đó là nó có 10 câu đó. Một câu là em xác suất, nếu mà bạn nào không không học bài này kia đó, thì một câu đó thì xác suất trả lời đúng của bạn là 1/4. Đúng không? Xác suất trả lời đúng của bạn 1/4. Đó, thì như vậy thì khi mà bạn tiến hành làm cái bài kiểm tra này, có nghĩa là bạn tiến hành phép thử Bernoulli 10 lần.
Vậy thì gọi ít là số câu trả lời đúng của bạn thì ít có phân phối nhị thức với tham số n là 10, b là 1/4, không phải 25. Đó thì đó là phân phối nhị thức. Thì phân phối nhị thức em nhớ mấy cái ký hiệu này. Phân phối siêu bội thì chúng ta nhớ ký hiệu nó là x dấu ngã h n lớn t n nhỏ. Thì trong giáo trình của thầy Điền thì chữ t này thầy ký hiệu thành na ha, thì cũng như nhau thôi, không có gì. Rồi cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên phân phối siêu bội này, đó là một cái số nguyên nó đi từ mắt của không n lớn trừ cộng t trừ n nhỏ cộng t trừ n lớn đến min của n nhỏ và t. Thì cái công thức xác suất của nó là x bằng x, xác suất x lớn bằng x nhỏ bằng là gì, số tổ hợp chập x của t nhân cho số tổ hợp chập n trừ x của n trừ lớn trừ t, chia cho số tổ hợp chập n lớn của n nhỏ của n lớn. Thì kỳ vọng của biến ngẫu nhiên phân phối siêu bội này cũng bằng nb. Ở đây b nó chính là t chia n. Ví dụ như trong một cái thùng hàng của mình, trong cái thùng hàng nó có n lớn sản phẩm, và trong cái n lớn sản phẩm này là nó có t sản phẩm tốt và n trừ t sản phẩm xấu. Trong cái thùng hàng này nó có t sản phẩm tốt và n lớn trừ t sản phẩm xấu. Bây giờ từ cái thùng hàng này mình lấy ra n nhỏ sản phẩm, đúng không? Thì mình gọi x là số sản phẩm tốt, số sản phẩm tốt là x. Vậy thì x nó sẽ có phân phối siêu bội, x là phân phối siêu bội n lớn t n nhỏ, đúng không? Rồi. Thì từ cái mô hình này mình sẽ lý giải tại sao nó có cái này, nó có cái miền giá trị này và tại sao nó có cái xác suất này, đúng không? Và cái kỳ vọng của nó thì mình sẽ lấy n nhân cho gì đây, t chia n lớn, t n chia cho n lớn, thì cái này gọi là tỷ lệ sản phẩm tốt trong thùng, đúng không? Trong thùng. Đấy. Thì cái này nó giống cái công thức của phân phối nhị thức này. Công thức nhị thức. Nhưng mà nó phương sai đó thì nó có cái phần ở trước giống phân phối nhị thức, còn cái phần ở sau là phải nhân thêm, nó gọi là thừa thừa số điều chỉnh hữu hạn. Cái này trong giáo trình của thầy Điền là có nói rõ ha. Còn cái mod của phân phối siêu bội này thì mình không đề cập tới. Về phân phối Poisson thì cái miền giá trị nó là tập số tự nhiên luôn. Có nghĩa là nó nhận giá trị từ 0, 1, 2 vân vân đến n rồi đến tiếp tục luôn, không? Thì cái đó gọi là phân phối Poisson. Miền giá trị của phân phối Poisson là tập số tự nhiên. Và cái công thức xác suất của nó là bằng lambda mũ mũ x chia x dư thừa nhân e mũ trừ lambda. Ở đây x là chính là số lần thành công, đó không? X là số lần thành công hơn, còn đó là số số lần xuất hiện của sự kiện A đó. Ví dụ mình gọi X là cái số người đến cái trạm xe buýt trong một khoảng thời gian giữa hai chuyến xe, thì X rõ ràng là nó có phân phối Poisson, không? X có phân phối Poisson. Tham số lambda nó chính là cái số hành hành khách mà trung bình đến cái trạm đó. Đó, còn cái đối với cái biến ngẫu nhiên phân phối Poisson thì kỳ vọng phương sai nó đều bằng lambda hết. Còn cái mod của nó thì tùy theo, nếu mà cái lambda là nguyên ấy, thì mod nó là lambda hoặc là lambda trừ một. Thì tại cái mức x bằng lambda với x bằng lambda trừ một thì xác suất nó bằng nhau. Tuy nhiên thì nếu như mà lambda không nguyên thì cái mod nó mình lấy bằng phần nguyên của lambda, đó là phân phối Poisson. Còn phân phối chuẩn thì cái hàm mật độ nó cũng hơi phức tạp, thì các em xem qua thôi, không cần ghi nhớ.
thì cái ký hiệu phân phối chuẩn là ít dấu ngã ít ít dấu ngã n mi sigma bình phương ha. Miền giá trị của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn thì tập giá trị của nó là nguyên tập số thật. Kỳ vọng là mi và phương sai là sigma bình. Về phân phối chuẩn tắc thì mình sẽ ký hiệu là z có dấu ngã n01. Miền giá trị nó cũng là r và hàm mật độ của nó là đây là hàm Gauss. Hàm Gauss. Và cái hàm này gọi là hàm hàm phân phối của nó chính là hàm phân phối chuẩn tắc. Cái này mình gọi là hàm phân phối chuẩn tắc. Và đặc biệt là cái hàm này á, là em xem ở chỗ cái bảng số 2 trong giáo trình của thầy Điền ha. Bảng số 2, còn hàm Gauss thì em xem cái bảng số 1 trong giáo trình của thầy Điền luôn. Thì đối với biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn tắc thì kỳ vọng nó bằng 0 và phương sai nó bằng 1. Và đặc biệt là mối quan hệ giữa phân phối chuẩn và phân phối chuẩn tắc. Từ biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn ít và có như phân phối chuẩn mi sigma bình phương mà mình chuẩn hóa ít đi, tức là mình lấy ít đi trừ đi kỳ vọng của nó và chia cho độ lệch chuẩn thì mình được biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của ít, mình gọi là z, là nó sẽ có phân phối chuẩn 0,1 này, thế này. Thì đối với biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn thì em nhớ cho thầy là cách tính xác suất để z nó lớn hơn a nhỏ bằng b đó. Và chỗ này nếu mà có thêm dấu bằng hoặc chỗ này bỏ dấu bằng ra thì nó vẫn đúng không? Thì nó vẫn đúng theo công thức này. Và cái hàm phi này là cái hàm mà mình tra bảng số 2 hoặc là mình bấm máy tính hôm trước là khi học luật này thầy có chỉ rồi thì em nhớ công thức này thôi. Đấy. Có 4 công thức. Và đối với biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn bình thường thì mình cũng có 4 công thức tương ứng. Phải không? 4 công thức tương ứng. Đây là xác suất để mà ít nó nhận giá trị nhỏ hơn alpha lần sigma, ít nó nhận giá trị lệch so với giá trị trung bình nó là nhỏ hơn alpha lần sigma thì nó bằng hai lần hai lần phi alpha trừ một. Thì điều này có nghĩa là gì? Cái xác suất này có nghĩa là xác suất nè, xác suất là ít nó nằm ở trong cái khoảng là mi trừ alpha sigma đến nhỏ hơn mi cộng alpha sigma. Đấy. Nhưng mà cái này biến cố, nếu mà mình ghi biến cố này ra như thế này thì nó hơi dài cho nên mình ta ghi tắt như thế này. Thì cái này nó sẽ bằng hai lần phi alpha trừ một. Thì đối với biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn thì em cũng nhớ thêm cái định nghĩa phân vị của phân phối chuẩn, phân vị ha, hay là bách phân vị phân phối chuẩn. Thì bây giờ đây là cái hàm mật độ của phân phối chuẩn này, tức là hàm Gauss lúc nãy đó. Đấy, thì bây giờ em sẽ tìm một cái điểm ở trên cái trục số thực, cái điểm mà thầy đánh dấu màu đỏ đỏ đây mà nó nằm trong khoảng 0 đến 2 đó. Thì cái điểm này, từ cái điểm này em dựng một cái đường vuông góc lên thì nó chia cái miền này làm hai phần. Cái phần màu vàng vàng này á, là nó có diện tích bằng alpha. Như vậy thì cái điểm này, nó gọi điểm chia này á, ở đây nó chính là cái chữ C đó. Ở trong bài thầy gọi là điểm chữ C đó. Đấy. Thì cái chữ C này thì nó gọi là phân vị chuẩn mức alpha. Cái này gọi là phân vị chuẩn mức alpha. Không? Đấy. Thì nếu mà alpha nằm bên trái này nè, nếu mà alpha nằm bên trái này thì cái C này gọi là phân vị chuẩn mức alpha. Còn nếu mà alpha mà nằm bên đây thì mình gọi đó là giá trị tới hạn mức alpha. Nhớ chưa? Đấy. Cùng một cái điểm này thôi. Đấy. Nếu như mà mình xét cái alpha nằm bên phải thì mình gọi nó là giá trị tới hạn mức alpha. Còn nếu mình xét alpha nằm bên trái thì mình gọi là giá trị bách phân vị mức alpha. Như vậy thì chúng ta sẽ có là giá trị phân vị mức alpha là giá trị phân vị mức alpha nó chính là giá trị tới hạn
1 trừ alpha.